Em chào các bác, hôm nay em quay video đây là em tách cái cây địa lan Đại Long Thanh. Cái này nó là một cây khá là hay các bác. Đây thân lá cây to của nó đây các bác nhé. Thân lá cây tơ rất là đẹp, to. Cái này lá dạng huyền diệp các bác. Dạng huyền diệp, thân củ to. Hơn ngón tay cái này các bác nhìn rất là to đẹp luôn. Cái này rất là hay. Cái này thì nó là vàng lưỡi gần trơn. Cái này mạc lưỡi vàng gần trơn các bác nhé. Cánh bầu rất là hay. Cây Đại Long Thanh đây thì hôm nay em tách được 5 đơn. Thì em vào đơn số 1 luôn các bác nhá. Đơn đầu tiên số 1, cây này em bán là 1,5 triệu. Cây này còn 5 lá, một thân già, đã để hai bên các bác. Đã để hai bên các bác nhá. Cái củ rất là to nên là nó vẫn để thoải mái luôn. Một thân già để hai bên. Đơn số 1 ạ. Em sang đơn số 2. Đơn số 2 cũng là 1,5 triệu. Đơn số 2 này là một thân già nhưng nó để mới để có một lần thôi. Mới để một bên và nó kèm hai củ. Thân này thì nó dài hơn thân kia. Giá hơn cái thân số 1 nhưng mà nó lại kèm với hai cái củ này, hai củ chọc các bạn. Lá cũng khá là ổn, to đẹp. Bộ rễ cũng đẹp các bạn. Bộ rễ nó này như này về mình trồng tốt luôn. Em sang cây số 3. Cây số 3 là một cái thân tơ. Năm nay không đẻ các bạn nhé. Tại vì chậu nó to nên nó không đẻ. Này ra hoa năm ngoái, một thân tơ. Lá cũng khá là đẹp các bạn. Thân này thì em bán là 2,5 triệu các bạn nhé, đơn số 3. 2,5 triệu. Em sang đơn số 4. Đơn số 4 nó là một thân tơ. Một thân tơ năm nay thì đang có mầm đây, khả năng là có thể là hoa hoặc là cây thì em cũng chưa rõ, chưa dám chắc các bác nhé. Chưa dám chắc, một bên thôi. Còn một bên thì chưa có gì. Cái này cũng to đẹp, lá cực đẹp luôn. Hơi sóng tôm. Cái này em bán là 3 triệu các bác nhé. 3 triệu bên này, cây tơ. Nhưng cây tơ này thì nó hơi nhỏ chứ nó không to bằng cái cây tơ bên này. Cây tơ bên này to hơn. Cây tơ bên này to hơn đó. Cây tơ này to hơn, nó ra hai hoa. Và to, chung cây to lắm các bác, to đẹp. Đại Long Thanh, một cây rất là hay. Cặp này thì em bán là 6 triệu các bác nhé. 6 triệu, cặp số 5. Cặp số 5 là 6 triệu. Cây rất là to này các bác. Cái này thì xong là cây, những cái cây tơ mà bộ rễ nó còn đẹp này em sẽ trồng luôn. Để khi bị gửi nó không bị lỗi. Còn nếu như cây củ dài mà không có rễ mấy thì em sẽ gửi cây không các bác nhé. Thì các bác sưu tập cái nào liên hệ số điện thoại giúp em. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.